Trời, ngày nay anh em mình đi lên rừng một ngày để tìm giá hạt đó các bạn, tìm lan, tìm phong lan. Đấy, thì khu nhà của anh em mình ở là nó gần núi rừng luôn nha các bạn, nên đi một ngày về thôi chứ không cần phải đi lâu, không cần phải ở đêm, không cần phải ở qua đêm nha các bạn. Tìm được bùa trong lan rồi các bạn. Là đây và đây mà cũng gần giáp thôi, giáp cũng giáp dân, đi vô chỉ 20 phút thôi, nhưng mà lan quý thì chắc còn tuyệt chủng ở khu ở rồi, hiếm lắm. Đây rêu rừng đây. Đấy, rêu rừng đây nha. À, trồng lan rất là tốt, giữ ẩm rất là tốt. Nó mọc vách đá cái khi những cái cây cây già. Đấy, rêu đây đem về xử lý là mình trồng lan nha các bạn. Ừ. Nó giữ được cái độ ẩm cho cây phong lan rất là tốt nha. Thôi anh em mình tiếp tục đi lên đường tìm lan tiếp thôi. Đây các anh em, thầy mới tìm được mấy mầm giả hạt này các anh em. Tóc tiên nữa kìa. Thằng nhỏ đấy. Thôi kiến giả hạt đấy. Mầm tím nữa. Mầm tím riềm luôn thấy không? Đấy thấy không? Đây, một mầm nè, hai mầm nè. Đấy. Để bây giờ anh em mình trèo lên cái cây đây coi thử. Mầm xanh xanh cái ba nè. Rồi mầm nào nữa đâu? Đó, xanh xanh đó, ba mầm đó. Thì mới quay được hai mầm. Đấy, hai mầm ấy, các bạn thấy không? Đấy, để bây giờ mình trèo lên mình coi thử trên đây còn nhiều giá hạt không nha. Đây anh em. Giờ ông anh mình trèo lên để lấy mấy cái mầm giá hạt nha các anh em. Đây là rừng Mang Giang nha các bạn. Đó, anh em mình đang đi rừng Mang Giang á. Nhà trên kia nó có ấy nữa anh bảo, như có. Đấy, từ từ dục qua đây, đây, dạ hạt đấy. Ừ, từ từ. Đây. Được một mầm dạ hạt tím này các bạn. Nghe thấy không? Đâu. Mát quá thành ra chưa thấy tím, mát người dòm rất là thấy tím. Chúng mình ra rừng mình sẽ thấy cho các bạn thấy. Cái đây ví dụ như một ngày anh em mình đi rừng thì cũng tìm được tầm 20-30 mầm như vậy thôi nha các bạn. Đấy, cái số lượng nó rất ít, nó không có như hồi xưa anh em mình lên trên đây là toàn những cái bụi lớn, bụi to không thôi. Còn bây giờ nó chỉ còn những cái loại nhỏ thôi. Đấy, một ngày đi thì cùng lắm chỉ được 20-30 mầm như vậy thôi. Nó không còn nhiều như xưa rồi đâu. Đem về để mình dưỡng giống cho ra nó nhiều nha. Đấy. Rồi. Bây giờ anh em mình tiếp tục hái nữa đây. Trên cây này rất là nhiều. Đấy. Giờ phát hiện cái cây đây nó cũng phải được chục mầm rồi các bạn. Ngày xưa anh bảo ở trên đây dễ hạt, ngày xưa người ta chỉ bứt về chơi hoa thôi. Đây. Ba mầm tiếp theo rồi. Lượm hết luôn rồi. Nhỏ lắm. Nhỏ cũng lượm. Nhỏ để lại đi. Cái nào quá nhỏ thì để lại trên cây đi. Ừ, quá nhỏ để lại cho lớn đi. Ghé thao gọt luôn đi. Rồi, được mấy mầm rất là tím nha các anh em. Thấy không? Cái nước đó còn tím hơn nữa kìa. Trong gấp ngay vào ngày 3 nữa kìa vậy. Này bùi lên này các bạn. Các anh em thấy không? Cành leo trèo hái lan rất là nguy hiểm. Muốn có cây dạ hạt thì bên đây trèo rất là khó. Giờ các anh em dùng xe không à? Xe cây không à? Đồng ngọn cây. Nguy hiểm lắm nha các anh em. Đấy. Đi rừng để lấy được những cái mầm bông dạ hạt đó, nó không phải đơn giản đâu. Đấy. Còn đây cầm cu này các bạn. Anh em. Hồi bữa có anh em nào mà có nhắn tin với mình là xin mình bứt giùm ít cầm cu vậy, thì giờ nhắn tin lại để có gì anh em mình gửi cho nha. Đấy, sẵn tiện đây thì anh em mình hái cho các bạn ít cầm cu luôn. Tóc tiên luôn đây.
cạnh những anh em ở xe luôn. Đấy, cái bụi cầm cù đó, hai bụi cầm cù đấy luôn anh Bảo. Hai bụi cầm cù đấy tặng cho mấy anh em hồi bữa có hỏi xin mình đấy. Tất tiên luôn. Nhiều người xin lắm. Chạy coi không? Không, bước ra thôi, bước ra đừng chạy coi. Chạy coi chơi khác coi chạy anh Bảo. Đây, tóc tiên nè các bạn. Cầm cù với tóc tiên đấy. Để anh em mình bước về giao lưu cho các bạn biết. Đi ra ngoài về à? Coi đây là cũng tầm 2 năm rồi nha. Cái cá anh bạn. Nó nứt ra 3 cái chồi, 3-4 năm rồi chứ, đúng không? Đó, anh em mình vừa mới bắt được mớ kiến giải hạt rừng mang giang rồi đấy. Bây giờ anh em mình đi tìm chỗ mấy cái cây khác rồi nha. Đoạn rừng đây gần nhà anh em mình cũng đi thường xuyên lắm. Đi một ngày về kiếm cũng được vài chục kiến. Hả? Đây là những cái mầm giang hương cây khô rớt xuống đây. Thủ phấn rớt xuống lâu ngày thì nó mọc lại rồi. Các em thấy không? Rất là nhiều đây. Hoa bông cũng không được đẹp lắm nhưng mà nó rất là thơm, đồ này rất là thơm. Mà cái đây mình sẽ không bứt. Trở lại rừng thiên nhiên, lớn lên thì tính sâu. Mấy cái cây đây nó còn nhỏ lắm nha các bạn, với lại cái số lượng nó ít quá nên anh em mình không có bứt về nha các bạn. Đấy. Loài giáng hương này anh em mình đỡ lại thôi. Mấy bạn thấy không, nó mọc đầy thân cây này đấy, thấy không? Đấy, giáng hương ấy. Nó mọc đầy thân cây hết á. Nhưng mà vì nó còn nhỏ quá nên mình cũng bứt. Cái đây trồng, nếu mà trồng mà vừa ghép trên mấy cái cây xanh còn sống ấy các bạn, là nó ra bông rất là đẹp ấy, thơm lắm. Đấy, thôi anh em mình tiếp tục đi lên đường tìm cái chỗ khác nha các bạn. Nhỏ mà. Các anh em biết cái gì đâu? Mai rừng đấy. Bụi đây nhỏ quá. Anh em mình sẽ không đào. Rồi đi. Ủa không mát mắt anh ạ? Thôi về thôi các anh em. Đấy, ngày nay anh em mình đi vào rừng được tầm gần 10 kiến dạ hạt đấy. Bây giờ đi về thôi nha. Do hôm nay anh em mình đi buổi chiều ấy, trời nó nhanh tối quá. Cho mấy hôm anh em mình đi buổi sáng thì dỡ cơm theo đi buổi sáng ấy thì nhiều khi nó được nhiều giải hạt hơn. Anh em đi buổi chiều lên dạo dạo sơ sơ thử như thế nào mà.